Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Laptop Ultrabook mỏng nhẹ nhưng thiết kế sang trọng, hiệu năng ổn định mà giá lại học sinh sinh viên thì hiện tại chỉ có MSI Model 14. Mặc dù là một hãng chuyên về các sản phẩm linh kiện và laptop gaming và chỉ có vài sản phẩm thuộc laptop văn phòng, tuy nhiên, ít mà chất lượng. Từ lúc ra mắt vào năm 2018 cho đến nay thì MSI dòng Modern vẫn duy trì được sức ảnh hưởng cũng như là chất lượng và giá thành của sản phẩm đến đối tượng mà hãng hướng đến. Và với phiên bản mình đang có ở đây, trang bị Win 11 với AMD Ryzen 5 5500U thì MSI Modern 14 có xứng đáng để mua tại thời điểm hiện tại hay không? Thì cùng mình vào video khám phá chiếc laptop này nhé! Hướng đến đối tượng là dân văn phòng đa tác vụ, các bạn học sinh sinh viên nên mức giá của MSI Modern luôn hợp lý. Mặc dù thuộc phân khúc laptop giá rẻ nhưng chất lượng hoàn thiện của MSI không chê vào đâu được. Toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm vừa chắc chắn sang trọng bền bỉ, đạt độ bền chuẩn quân đội là tiêu chuẩn mà MSI đặt ra cho các mẫu laptop của mình. Và đương nhiên thì MSI Modern 14 cũng không phải ngoại lệ. Hạn chế va đập thấp nhất, chịu được môi trường khắc nghiệt sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Và nếu để xét về độ mỏng nhẹ và khả năng linh hoạt cũng như nhỏ gọn và ở mức giá quá tốt thì rất ít hãng có thể vượt qua MSI Modern 14. Nhẹ 1,3kg, độ dày 18.1mm, cầm bằng một tay cực dễ, thiết kế vẫn giống với các phiên bản trước đây, thanh lịch sang trọng với màu xám duy nhất. Phục vụ mục đích học tập chắc chắn các bạn sẽ phải gõ văn bản khá nhiều nên MSI trang bị bàn lề dạng nâng sẽ tạo một góc nghiêng để các bạn thao tác tay thoải mái và phần bàn lề các bạn có thể mở ra được bằng một tay. Bàn lề có thể mở được một góc 180 độ, dễ dàng trao đổi thông tin với người đối diện. Thay vào đó thì phần bàn lề được nâng lên cũng tạo nhiều không gian hơn cho phần khe thoát gió tản nhiệt. Hệ thống tản nhiệt của MSI Modern 14 chỉ có một quạt, tuy nhiên có thể điều chỉnh thông qua MSI Center để tăng cường lượng gió hút vào kết hợp với góc nâng của bàn lề giúp máy tản nhiệt tốt hơn. Cấu hình chắc chắn sẽ là điểm mà người dùng quan tâm nhất trên một chiếc laptop. Và ở đây thì MSI Modern 14 được trang bị AMD Ryzen 5 5500U 6x12 luồng, 8GB RAM, 512GB SSD và AMD Radeon Graphics. Và xét về tổng quan thì hiệu năng của máy ổn định, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu làm văn phòng sáng tạo content, lướt web giải trí các game eSports nhẹ nhàng, kết hợp cùng với việc thiết kế đồ họa 2D nhẹ nhàng hoặc chỉnh sửa video cơ bản. Và xuống đến thì là phần màn hình cũng vẫn giống với các phiên bản trước, kích thước 14 inch, Full HD, tấm nền IPS, tần số quét 60Hz, 65% sRGB và 45% NTSC, ba cạnh viền mỏng đem đến góc nhìn rộng cũng như khả năng quan sát tối ưu hơn. Là một chiếc laptop văn phòng để phục vụ các nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ với những thông số của màn hình này là đủ để các bạn giải trí và làm các tác vụ văn phòng. Và cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam, độ phân giải HD, chất lượng đủ tốt để có thể làm việc và học tập trực tuyến. Xuống đến phần bên dưới là phần bàn phím. Bàn phím gõ tốt, phím bấm được thiết kế màu đen làm nổi bật lên phần bàn phím, layout rõ ràng và các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm. Thêm vào đó thì bàn phím còn được hỗ trợ đèn nền cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng và thay đổi được độ sáng bằng cách ấn vào phím F8. Bên cạnh đó là phần touchpad, tracking tốt, mượt mà, độ trễ thấp, diện tích vừa đủ với một chiếc laptop 14 inch. Và ở đây thì MSI Modern 14 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ gồm hai cổng USB Type-A, jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, khe thẻ microSD thuận tiện kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và tổng kết lại thì đây là một chiếc máy đa tác vụ, cấu hình ổn định, thiết kế mỏng, đẹp, nhẹ. Lại còn sang nữa thì MSI Modern 14 vẫn rất đáng để mua trong tầm giá chưa đến 15 triệu. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.